Em Minh chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Mẫu xe thanh lý này là T10 Pro nhé mọi người nhé. Em Minh bán mẫu này là chỉ có 10 triệu 800 nghìn thôi mọi người, 10 triệu 8. Thì mẫu này là cực kỳ là đẹp. Nó chỉ có một chiếc thôi, nó là size L nhé mọi người nhé, size rất là to luôn. L là giống L này giống đứng của nó là lên đến 52 và ngang là 55.5. Đấy, màu vàng chanh T10 Pro 10 triệu 800 ngàn. Em chỉ có một xe thôi mọi người nhé, một xe size lớn. Thì giá thanh lý đấy, cấu hình là retropack toàn bộ mọi người, từ tay lắc này, đùm trước, đùm sau, rồi gạt đĩa, cùi đề líp thì là 11 líp thôi mọi người. Nó là cái khung T10 nhưng mà đồ là nó đồ lắp mới hết toàn bộ luôn. Nó thanh lý là bởi vì cái khung này là cái khung hàng tồn đấy mọi người, khung hàng tồn đấy. Mỗi thứ có một ít, có một size, có một một màu. Thì em mình bán giá chỉ có 10 triệu 8 nhé mọi người nhé, 10 triệu 8. Yên mới này, yên đời mới này. Đấy, cốt yên này cũng toàn bộ là bản đời mới hết. Giò dĩa well top là mới này, 50-34 răng và trục rỗng nha mọi người, là mới này. Vỏ thì là cũng là Innova 700x25C thôi, rồi niền 4 phân van hạt gạo đấy. Đi thắng là thắng Techtro và dây âm thì là độ ok rồi này. Và ghi đông bô tăng của nó là rời nhá, dạng tròn rời và dẹt. Đấy, tay lái dẹt nhé mọi người. Chủ yếu là em quay em báo cho mọi người về cái giá. Giá thì là 10 triệu 800 và size là size lớn. Cái size này thì thường thường thì các anh và các bạn mà cao ấy thì tìm rất là khó nhé mọi người nhé, cực kỳ là khó, không có cái size lớn cho mình đi đâu. Nhưng mà nó ở trong cái lô thanh lý thì nên là nó sẽ có một cái size thì ai mà đúng cái nhu cầu của mình, đúng chiều cao của mình thì mọi người mua nhé. Em thấy màu vàng chanh này và phối với đen này thì rất là đẹp luôn. T10 Pro size L đứng 52 và ngang là 55.5. Khả năng cái này thì phải là 1m76 trở lên, 75-76 trở lên, 76 trở lên đến 1m86 mọi người, 1m9 đi vẫn được mẫu này luôn. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số của em nhé, 0706198999. Quay cái này cho mọi người. Cối nổ đấy. Cối nổ và thắng C. Cối nổ thắng C T10 Pro màu đen vàng chanh size L. Cứ chiều cao 75, 76 đến 86 là mọi người mua mẫu này nhé. Mà tài chính vừa tiền, tài chính 10 triệu 8 thôi thì mọi người mua. Mọi người có thể xem xe trực tiếp ở số 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Có một xe thôi mọi người nhé, mọi người nhanh tay mọi người liên hệ mua đặt hàng nhé. Các anh các bạn nào mà cao lanh quanh trên dưới 1m8 thì mọi người mua mẫu này thì tuyệt vời, giá thì thanh lý mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người.